Alo, alo, chào anh em nhé. Chào mừng em quay trở lại với video tiếp theo của Khải Sâm. Ok, chúc anh em buổi tối nhỉ, buổi tối gặp nhiều niềm vui. Chúc anh em những anh em đam mê con tài xỉu nha, gặp những cái cầu đẹp nha, chúc thành công. Đó, thì ngay vẫn là con tài xỉu anh em. Nói chung là hôm nay này phải quất tí cái cung này đi cho gái gú cho đẹp anh em. Ok này, chẵn này, chẵn cái gì đây? Chẵn cái xỉu của Thuận này. Ok, cầu Thuận rồi. Vẫn ưu tiên check cầu anh em nha. Tôi check cái nào. Ok, lẻ này, lẻ với tài này. Lẻ với tài một Thuận này. Chẵn về xỉu này, một nghịch này. Chẵn về tài một nghịch này. À, một một anh em ạ. Chẵn này, chẵn về xỉu một Thuận này. Ôi, tiếng một một rồi. Ít mẹ một một, ít trang luôn anh em này. Ôi, tiếng này cùng nghịch thôi. Thế trước này chẵn này 12 cũng không 12, chẵn này chẵn về xỉu cầu Thuận này, thế này lẻ nhá. À chẵn này 7 cộng 1 bằng 8 này, 8 chẵn này. Chút cùng nghịch anh nhá, chút tài này. Đi 2M nhẹ nhàng anh em. Nay tôi và bú 45M anh em nha. Bú 45M này tôi chốt phải tầm 6 xịch anh em ạ. 6 xịch mới lên đầu lít được anh em. Thế anh em mà đòi nhảy cóc ấy, nói chung là khó lắm. Nói chung là cái gì phải có quy trình anh em. Muốn nhanh anh em ạ, cứ phải từ từ. Tôi gấp cầu đẹp tôi vã cho anh em biết. Bịt mẹ mới xỉu luôn này, ok. Chẵn mới xỉu của Thuận này. Không sao, nói chung là bịt mẹ mày cầu nhiều mà. Đánh con tài xỉu này, thật anh em, bịt mẹ mày lại con game shop nhất anh em. Của anh đúng là đôi lúc phải bản lĩnh anh em ạ, phải lì đấy. Ok, chẵn này, chẵn mới xỉu của Thuận này. Rồi, bắt cầu Thuận thôi anh em. Bắt cầu Thuận anh em nhá, hai thầy cầu Thuận rồi. Vẫn bám cầu anh em nhá, anh em chơi anh em đứng rời bẻ cầu. Chẵn này chẵn về xỉu một Thuận này, chẵn về xỉu hai Thuận này. Ok, lẻ này, 9 cũng 21 lẻ nhá, tiếp tài nhá. Rất nhiều video anh rất nhiều video Khải cũng chia sẻ anh em rồi. Nói chung là anh em chơi những tay nào anh em không tin này, tốt nhất anh em bỏ nhá. Anh em đừng bao giờ anh em cố anh em vào tiền. Đấy, trừ trường hợp mà anh em có lãi rồi anh em ngồi chờ ngứa ngáy chân tay thì anh em vào nhẹ. Còn đại đa số là anh em nên bỏ. Thì tay 50-50 rồi anh em luôn đấy. May rủi lắm, đúng là rủi cao lắm anh em ạ. Hôm nay tôi chơi sớm hơn anh em ạ. Nói chung là bình thường tôi chơi muộn hơn thôi. Nhưng mà bữa nay thức đêm nhiều quá anh em ạ, mệt. Đi mẹ ok luôn. Đấy, hôm nay tôi chơi sớm thì nghỉ sớm anh em. Nói chung anh em vậy anh em ạ. Nói chung là kiếm tiền thì ai cũng quý thôi. Đối độ anh em phải giữ gìn sức khỏe chứ. Không chóng may thì mẹ mày ảnh gái là địt mẹ béo chó anh em ạ. Ok này, lẻ này ba tiếng cầu Thuận rồi. Chẵn này, chốt cầu Thuận tiếp anh em nhá, chẵn chút xỉu nhá. 11 cộng 3 14 chẵn này, chút xỉu tôi bắt cầu bệt đấy anh em ạ. Bắt đúng dạng cầu bệt nhá. Đợt này tôi khoái đánh cầu bệt anh em ạ. Đợt này cầu bệt nó bệt thông luôn chứ anh em, không phải là bệt nông đâu anh em ạ. Trường này thì mẹ mày chẵn về xỉu cầu chuẩn cầu Thuận luôn thì bịt mẹ ngon quá anh em ạ. Thì sau tôi vã tính cầu Thuận to luôn này. Thế này 50-50 vãi đái luôn anh em nhá. Có thể ra cầu tính nghịch đấy, chẵn về tài đấy. Ra cầu 33 đấy. Nên thế này tôi đi rất nhẹ thôi. Tại sao tôi không vào to tiền? Tôi đi tôi có lý do nhá. Đánh đôi đội anh em phải thòng. Thòng thì tài quả anh em còn tay sau chứ. Ăn không? Bịt mẹ thấy chưa? Tài luôn anh em này, chẵn về tài này. Đấy, cùng nghịch luôn này, tay chốt cùng nghịch to luôn anh em này. Tự tin luôn anh em nha, tiếng này tự tin mà chốt cùng nghịch. Mẹ mày xịt thế đéo được tay này anh em. Cầu nghịch này, 16 cộng 4, 20 chẵn này, chốt tài. Trượt thế đéo này được. Tiếng này trượt địch mẹ à mày. Thì đúng là địt mẹ mày chỉ có bấy bíp nặng bịp anh em hiểu không? Địt mẹ cầu phân nét rồi. Anh em nhìn rõ chưa? Này, chẵn về tài này, một nghịch nhá. Thế này, 3 tiếng cầu Thuận, 1 tiếng không nghịch này. Chẵn về xỉu 1 Thuận này, chẵn về xỉu 2 Thuận này, lẻ về tài 3 Thuận này. Chẵn về tài 1 nghịch này chưa? 3 tay cầu Thuận, 1 tay cầu nghịch này. Cái tiếng này cầu 33, còn trượt thì đéo được anh em. Thấp nhất tay này nha, anh em đánh cầu nghịch nhá. Có thể nó chạy cầu 321 anh em, như tôi vẫn bắt cầu 33. Tiếng này địt mẹ mày tôi chốt tài luôn này. Tiếng này là khuân đét luôn anh em ạ. Khuân đét luôn tôi bảo rồi, chưa thấy đéo được tiếng này. Của anh cũng phải biết tương kết anh em hiểu không? Địt mẹ mày có thể anh em mất một hai tay, nhưng mà anh em đừng có lo, đừng có
buồn đi mẹ, chỉ gặp quả cầu anh em có lãi ngay đâu, chốt lãi 5-16 rồi đó, chốt tiếng không hề tiếc anh em nhá. 11+5=16 chẵn này, chốt tài 6 lít anh em này, đi mẹ rồi anh luôn số lãi luôn anh em nhá. Tiếng này ăn được nghỉ luôn. Nói chung đánh có tài xỉu vậy thôi anh em. Anh em nghĩ đơn giản ấy thì nó thành đơn giản thôi, anh em nghĩ nó phức tạp ấy. Thực sự luôn đấy là địch mẹ mẹ anh em đã thua rồi. Anh em chưa có tài xỉu thôi anh em, anh chia sẻ anh em một kinh nghiệm nhá. Công thức nào vậy thôi anh em, chưa công thức nào thì anh em phải nắm được cái dạng câu chạy thôi tài xỉu. Cái con tài xỉu anh em đang chơi ấy, rồi anh em chơi câu 88 săn green hoặc 68 cái bàng hoặc B52 nhá. Anh phải biết cái dạng cầu đó đang chạy như thế nào thì anh em được anh em đi tiền. Uy tín chưa? Ok cho anh em, ba ba chưa? Đấy cho chỉ làm tôi giã tầm đúng hai tay thôi anh em, thôi không giã nhiều. Đúng hai tay. Đó, hai tay là có lãi ngay, ok chưa? Đấy với số 45M nhá, tôi chốt lãi được 11M rồi. Đấy, tâm này nghỉ anh em ạ. Đấy. Đơn giản đúng không? Dễ chơi, dễ kiếm tiền. Nói chung là anh em phải để ý những cái từ tiết nhỏ nhá. Cái gì Khải chơi nè, Khải đã từng trải nhá. Khải đã áp dụng, có thể anh em tham khảo. Ok, thế thì video của Khải cũng xin phép dừng tại đây. Hẹn anh em video tiếp theo nhá. Ok, chào anh em.